Huấn luyện viên Philippe Chaussier của đội tuyển Việt Nam đã khiến nhiều người bất ngờ khi không chọn Nguyễn Công Phượng trong đợt tập trung gần đây, tiếp nối sự vắng mặt của anh từ các đợt hội quân trước. Mặc dù không gặp chấn thương, nhưng tiền đạo này lại không được huấn luyện viên Chaussier xem xét, bất chấp màn ghi bàn ấn tượng trước đội tuyển Palestine. Sự không có mặt của Công Phượng trong danh sách dự kiến sẽ không thay đổi trong thời gian sắp tới, bởi lẽ anh không phù hợp với chiến lược hiện tại của đội tuyển. Dù đã từng có cơ hội thi đấu và thể hiện khả năng ghi bàn của mình, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn không thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của huấn luyện viên người Pháp, đặc biệt là về mặt cường độ hoạt động và khả năng áp lực lên đối thủ. Huấn luyện viên Chaussier đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn với Công Phượng và khuyên anh nên tìm kiếm thêm cơ hội tại các câu lạc bộ để cải thiện trình độ. Điều này cho thấy rằng, dù có tài năng nhưng không phải lúc nào cũng có thể đảm bảo một suất trong đội hình, đặc biệt khi đối mặt với những tiêu chuẩn kỹ thuật và chiến thuật cao. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 cần những cầu thủ có thể thích nghi và hiện thực hóa các yêu cầu chuyên môn của huấn luyện viên. Sự nghiệp quốc tế của Công Phượng tại đội tuyển Việt Nam hiện tại có thể đang đối mặt với những thách thức mới, đòi hỏi anh phải nỗ lực không ngừng để trở lại đội hình chính.